Thỉnh Pháp Sư, trước khi đạo tràng chúng ta được Vinh Pháp Hữu giảng dạy bài học ngày hôm nay là tỉnh thức trước bệnh tật và cái chết. Chương 22, những lời cuối của một cư sĩ thành đạt. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Tham Sang Kha Gia, Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa, Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗi mọc đặng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành trải tản mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời, nhằm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh giữ pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn nghi, tội mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính mời Vinh Pháp Hữu từ bi hoan hỷ đăng đàn để giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời Vinh ạ. Chị Nhật Quỳnh, con kính lễ sư trí đức, kính lễ quý chư tôn đức tăng ni. Kính chào quý anh chị. Như thường lệ, trước khi bắt đầu buổi sinh hoạt Phật pháp, đàm luận Phật pháp, thì chúng tôi kính thỉnh tất cả lắng tâm thanh tịnh để cùng chúng tôi lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavan Tang Apivadeyami Svakato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangkaṃ Namami. Cội Bồ Đề, trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng, con xin lại đấng đại hùng, rọi vô biên trí tận cùng thế gian. Bác thánh đạo con đường chánh giác, đưa chúng sinh vượt thoát trầm luân. Chân truyền diệu pháp thánh nhân, con xin tịnh ý nghiêm thân thực hành. Hòa hợp chúng tăng già thanh tịnh, đức vô song tứ thánh sa môn. Thừa hành di giáo thế tôn, đời đời tương tục bốn phương phổ hoằng. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang Thammang Sangkhang Namassami. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, ngài là bậc ứng cúng cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin quy kính Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo.
Đó là xong cái phần lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Bây giờ thì chúng tôi xin đi vào đề tài của buổi đàm luận Phật Pháp ngày hôm nay. Đó là về chương 22, những lời cuối của một cư sĩ thành đạt. Đây là một trong 24 chương trích từ trong cuốn sách Tỉnh Thức Trước Bệnh Tật và Cái Chết của Ngài Tỳ Khưu Analayo. Trong đó Ngài đưa ra những cái chủ đề khác nhau dựa theo kinh điển Nguyên Thủy, cả hai nguồn A Hàm của Hán Tạng và nguồn Pali Nikaya của Phật giáo Nam truyền. Và trong 24 chương trong của cuốn sách thì Ngài chia làm hai phần. 12 chương đầu, từ chương 1 đến chương 12 nói về cái bệnh, làm sao mà chúng ta có những lời Phật dạy về những cái vấn đề khác nhau liên quan đến bệnh. Rồi 12 chương tiếp, từ chương 13 cho đến chương 24 là liên quan đến cái chết. Ngài đưa ra những cái bài kinh trích trong A Hàm, đồng thời đối chiếu so sánh với lại kinh Pali. Có những bài giảng, lời khuyên của Đức Phật cũng như của Chư Tăng trong những cái trường hợp một cái người gần chết như thế nào. Và hôm nay chương 22 thì nói về trường hợp của một vị cư sĩ trong thời Đức Phật. Ngài đó là ông Chitta, hay là âm ra là Chakda. Ông là một trong những cư sĩ được Đức Phật khen là có tài, có biện tài, có thuyết pháp giỏi, còn và có trí tuệ bậc nhất ở trong cái hàng cư sĩ đệ tử của Đức Phật thời đó. Nên mình thấy rằng Đức Phật cũng thường hay nói là trong cái những người đệ tử của Ngài có tứ chúng, có bốn chúng, bốn nhóm, nam tỳ khưu, nữ tỳ khưu, nam tu sĩ, nữ tu sĩ, và nam cư sĩ và nữ cư sĩ, cả bốn nhóm như vậy. Và rất nhiều người thành đạt trong thời Đức Phật còn tại thế. Có những cái đoạn kinh chúng tôi thường hay trích ra. Mặc dù chúng ta thấy đa phần những cái bài kinh trong kinh Tạng Nikaya cũng như bên A Hàm Đức Phật giảng dạy cho các vị tu sĩ nam và tu sĩ nữ, tỳ khưu đi, nhưng cũng có một số những cái bài giảng Đức Phật dành cho giảng cho cư sĩ cũng được ghi lại trong đó, hoặc là có một số những cái bài nói chuyện của cư sĩ đã thành đạt. Và chúng ta có thể dựa vào trong những cái bài kinh đó, bởi vì đôi khi chúng ta có cái đọc, chúng ta có cái hiểu lầm rằng đời sống của trong Phật giáo, nhất là những bài giảng của Đức Phật, thì chỉ dành cho những người đi tu thôi, những người tu sĩ nam, tu sĩ nữ. Thật sự không đúng như vậy. Cũng có thể lý như là Ngài giảng rất nhiều bài, có những cái bài Ngài giảng cho cư sĩ nhưng mà không được kết tập. Thì khi mà kết tập lại kinh điển, những cái gì Đức Phật giảng thì thường thường là chọn những cái bài các vị tu sĩ học ngồi với nhau, thì thường thường là chọn lựa những cái bài hoặc ghi nhớ lại những cái bài mà Đức Phật đặc biệt dành riêng cho hàng tu sĩ thôi. Thành thử ra mình thấy nhiều. Nhưng mà trong trong cả trường bộ, trung bộ, tăng chi và tương ương bộ đều có những cái bài giảng dành cho hàng cư sĩ. Trong cái chúng tôi mấy cả tuần qua chúng tôi ngồi lọc ra trích từ dựa theo cái bản danh mục của những cái cuốn sách bản dịch tiếng Anh của tăng chi bộ, tương ưng trường bộ và trung bộ, những cái bài giảng nào có liên quan đến cái quả vị đầu tiên, quả vị dự lưu, thì chúng tôi trích ra soạn lại, kết tập thành là một gọi như là một tập tài liệu. Thì mình thấy khi mình tìm như vậy rồi mình thấy có rất nhiều bài giảng Đức Phật dành cho hàng cư sĩ, ra mình thấy rất là hoan hỷ. Thì tùy theo cái cương vị của mỗi người, chúng ta có thể tu tập như là một cư sĩ. Và cái điều đó cũng đã phản ánh được trong nhiều cái bài giảng của Đức Phật. Trong đó Ngài khen, Ngài tán thán cái sự tu tập của thành phần cư sĩ. Và bây giờ thì mời các anh chị đi vào cái hình đầu tiên. Đây là cái bản mục lục của cuốn sách. Thì hôm nay thì chúng ta đánh cái số dấu quả thị đỏ ở chương 22, những lời cuối của một đệ tử cư sĩ thành đạt.
và có những cái chủ đề liên quan đến chuyển lưng vương, tức là ông vua chuyển cái bánh xe. Mà bánh xe ở đây thì có hai nghĩa, bánh xe đời cũng như bánh xe đạo. Đó là theo cái nhìn của người Ấn Độ thời đó khoảng 2.600 năm trước, thì họ tin rằng trái đất này cũng chia ra làm nhiều bộ lạc, nhiều quốc gia tranh tụng với nhau, tranh đấu với nhau, tạo chiến tranh này nọ từ ngàn xưa cho tới bây giờ. Thì họ tin rằng có một cái thời nào đó có một vị minh quân ra đời, ông ấy có đủ tài đủ đức và gồm thâu thiên hạ lại thành một mối, không giải quyết tất cả mọi sự xung đột, tất cả các quốc gia đều và thần phục ông vua đó. Đó và rồi đó gọi là ông vua chuyển luân, bắt đầu một cái thời đại mới, hòa bình, không còn chiến tranh với nhau, không còn tranh đấu với nhau nữa. Rồi đó là nói chuyện đời. Và sau này, sau thời Đức Phật còn tại khoảng mấy trăm năm, 300 năm thì có ông vua chuyển luân như vậy, tức là vua A Dục. Ngài thống nhất Sơn Hà, thống nhất tất cả các quốc gia đang có mặt ở bán đảo Ấn Độ. Và từ đó mà người ta tôn xưng Ngài là vị chuyển luân vương, ông vua chuyển luân, mở một cái thời đại mới, thời đại hòa bình ở trên thế giới, ở trên trái đất này. Đó là nói về phương diện đời. Còn về phương diện đạo, về tâm linh thì cũng vậy. Họ tin tưởng rằng tới một cái thời kỳ nào đó sẽ có một cái vị giác ngộ ra đời. Ngài truyền lại cái chánh pháp để mọi người dựa vào đó thực hành thì sẽ được giải thoát giác ngộ. Thì ông vua đó gọi là chuyển luân vương, mà chuyển luân thánh vương. Và Đức Phật được mọi người ca tụng ngay thời đó là Ngài là một vị chuyển luân thánh vương. Và mình có hai cái ông vua và chuyển bánh xe như vậy, bánh xe đời cũng như bánh xe đạo. Đó, thì chúng tôi có 24 chương như vậy, và cuối cùng là cái phần kết luận về và Ngài Analayo, Ngài Tỳ Khưu Analayo có đưa ra một giống như một cẩm nang gồm có 10 cái pháp quán tưởng dựa theo bài kinh Giramananda. Bài kinh này thì có trong kinh điển Nikaya cũng như cũng có mặt ở trong bài kinh điển của Tây Tạng và của kinh điển của Tây Tạng và của bên A Hàm thì không có, không thấy cái bài kinh này, nhưng mà có cái bài kinh tương đương trong kinh điển của Tây Tạng. Và lý do là khoảng hơn 1.000 năm sau khi Đức Phật nhập diệt thì có những cái vị sư đi hoằng pháp khắp nơi, vị sư Sri Lanka và có vị sư đi tới Tây Tạng và đem những cái bài kinh đó truyền vào Phật giáo và Tây Tạng và được ghi lại. Thành thử ra cái bài kinh Giramananda mà hiện giờ còn ở trong cái kho tàng Phật giáo Tây Tạng rất là tương đồng, tương tự như bài kinh Giramananda mà chúng ta tìm thấy trong kinh điển Nikaya. Và Ngài Analayo, Ngài dựa theo cái bài kinh đó đưa ra những cái hướng dẫn hành thiền giải thích để chúng ta có thể tập. Và chúng tôi cũng có in xuống thành một tập sách nhỏ, Huấn Cẩm Nang, 10 pháp quán tưởng. Thì trong tương lai khoảng 2-3 tuần nữa thì chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này. Mỗi tuần chúng tôi chỉ trình bày một chương thôi, thì hôm nay là chương 22. Như vậy còn 2 chương nữa là hoàn tất. Hoàn tất cái cuốn sách 24 chương. Và tiếp theo là buổi cuối cùng là nói về kết luận và các hướng dẫn hành thiền. Nghĩa là còn 3 buổi nói chuyện nữa. Thì sau đó thì coi như tất chấm dứt cái phần giới thiệu chi tiết của cuốn sách này. Và chúng ta sẽ chuyển sang những cái đề tài khác. Thì bây giờ thì mời các anh chị qua cái hình tiếp. Các vị nào có vào được thì xin cho số 1. Thì ở đây chúng tôi chỉ nhắc lại thôi. Theo cái quan niệm của Phật giáo sơ kỳ thì chúng ta, cái mục tiêu cuối cùng của người con Phật là làm sao đạt đến mức độ giác ngộ giải thoát, không còn tái sinh luân hồi nữa. Nhưng mà trước khi mà đạt đến cái đỉnh điểm đó thì cần phải qua từng giai đoạn. Tu tập theo cái nhìn của Phật giáo sơ kỳ là từng giai đoạn. Đôi khi có ghi lại những trường hợp mà các một cái vị nào đó nghe Đức Phật giảng hay là đi tu tập một thời gian với sự hướng dẫn của Đức Phật là giải thoát giác ngộ, đắc A-la-hán liền. Nhưng mà thật sự ra đó thì chúng ta nhớ là cái vị đó phải có phước duyên nhiều đời lắm.
tu tập nhiều đời rồi, cái đời cuối cùng họ mới được sinh ra, được gần ở Đức Phật và được tu tập, rồi được đắc bắt được cái quả A-la-hán, quả cuối cùng. Và hoặc là trong cái sự giáo trình, sự giải thích của vi diệu pháp sau này, Abhidhamma Atidàm sau này đó, thì có thể là trong cái giờ phút đó cái tâm họ chuyển rất nhanh, chuyển từ cái quả đầu tiên, quả nhất lai bất lai đến A-la-hán trong một tích tắc hay là trong một vài giây phút nào đó. Nhưng mà cũng phải qua những cái giai đoạn đầu tiên, chứ không phải tự nhiên mà đi thẳng từ phàm nhân mà thành A-la-hán được. Nhiều khi trong kinh điển ghi gắn tắt nói là cái vị đó sau khi Đức Phật giảng xong rồi giác ngộ thành A-la-hán. Thì mình có hiểu là cái tâm tư của vị đó phải đi qua ba cái giai đoạn trước, rất nhanh, biến chuyển rất nhanh trong cái bản thân của vị đó. Thành thử ra, và một cái hình ảnh mà chúng tôi thấy rất là hay, và chúng tôi thường hay đưa ra ở đây, anh chị vào có thấy giống như con sông bắt nguồn ở trên núi, chạy một hướng thôi, chạy thẳng ra biển. Và cái biển cả đại dương đó thì để ý chỉ là cái quả A-la-hán. Thì khi mà bắt đầu chúng ta phải nhập dòng, tức là phải vào trong cái dòng thánh giải thoát trước, tức là bắt được cái quả dự lưu, tức là nhập dòng. Có khi dịch là nhập lưu, có khi là dịch là dự lưu, sotapanna. Và chúng ta là một phàm nhân ở trên rừng, chúng ta phải làm sao tìm được cái hướng đi, rồi đi thẳng tới bờ sông đó. Tức là hướng đi đó là bát chánh đạo, bát chi thánh đạo. Nhờ đó chúng ta nhập được cái dòng sông, đó là cái quả đầu tiên. Khi được nhập cái dòng đó rồi đó thì không có quay trở lại, tức là không có thối đọa, không có tái sinh vào những cái cảnh khổ như tái sinh làm thú vật, hoặc là tái sinh làm quỷ, ma quỷ, hay là tái sinh xuống địa ngục, không có tầm những cái cảnh khổ đó, chỉ tái sinh trở lại làm người hoặc là vào cảnh trời thôi. Và cái vị đó tu tập tối đa là 7 kiếp nữa là xong, là hoàn mãn. Thì nói ra cái quả đầu tiên, cái quả dự lưu theo cái nhìn của chúng tôi là rất là quan trọng. Mặc dù ít có người để ý đến vấn đề này, nhưng mà theo cái nhìn của chúng tôi, để thực tế hơn là mình phải nhắm tới cái quả này trước. Rồi sau đó thì tiếp tục tu tập như vậy thì cái vị đó đắc cái quả thứ hai là nhất lai. Nhất lai ở đây là cái quay trở lại một lần nữa thôi. Quay lại cái cõi đời này, trong cái cõi có dục giới một lần nữa. Rồi cái quả thứ ba là quả bất lai, tức là cái vị đó không có quay trở lại dục giới nữa, mà chỉ tái sinh một lần vào trong cái cõi sắc giới, cái cõi trời cao nhất của sắc giới, rồi đắc quả thánh, đắc cái quả cuối cùng, đạt quả giải thoát giác ngộ ngay tại lúc đó, quả bất lai, rồi cuối cùng là quả A-la-hán. Và chúng ta thấy rằng theo cái nhìn của Phật giáo sơ kỳ, trong kinh điển Nikaya cũng như trong kinh điển A-hàm đều nói đến bốn quả này, tức là bốn giai đoạn tu tập. Và mình là phàm nhân ở ngoài thì mình làm sao mình tìm được cái hướng đi thẳng tới cái con sông ở trước cái đà. Và khi đến ở bờ sông rồi, đầy đủ phước duyên thì chúng ta có thể nhập rồi cái dòng sông đó, đắc cái quả đầu tiên là dự lưu. Rồi từ đó là xuôi một dòng xuống ra biển cả, nhanh hay chậm là tùy theo cái phước duyên cũng như cái nỗ lực tinh tấn tu tập của mỗi người, nhưng phải qua cái tiến trình đó. Và chúng tôi thấy đó rất là hợp lý, cũng như cả tuần nay chúng tôi ngồi soạn lại, trích ra những cái bài kinh trong bốn bộ Nikaya có liên quan đến quả dự lưu. Thì mình thấy như vậy, Đức Phật nói đi nói lại rất nhiều bài lần về bốn quả này, và nhất là về quả đầu tiên. Khi mình không để ý, và khi mình làm như vậy rồi thì mình thấy rõ ràng, Đức Phật có nơi nêu ra rất rõ ràng. Bây giờ mời các anh chị qua cái hình tiếp. Biểu đồ này chúng tôi soạn ra cũng đã lâu rồi. Nó về 10 kiết sử, tới 10 sợi dây trói buộc. Và theo cái nhìn của Phật giáo sơ kỳ trong tạng Nikaya cũng như tạng A Hàm, thì là phàm nhân chúng ta bị 10 sợi dây trói buộc. Kiết sử là trói buộc lại, nó sai khiến mình. Và trói buộc mình ấy là cái gì? Trói buộc vào trong vòng luân hồi. Mình cứ sinh ra chết đi, có khi làm người, có khi làm lên cõi trời, xuống làm thú vật, xuống làm ma, làm quỷ, cứ lên xuống như vậy hoài. Giờ Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy con đường để chúng ta đi, để cắt bỏ 10 sợi dây đó, nhưng mà không thể nào cắt một lần được.
Nếu chúng ta cắt một lần xong đứt 10 sợi dây đó là thầy đắc cái quả cuối cùng là quả A-la-hán, không còn tái sinh luân hồi nữa. Và muốn vậy là phải cắt đi từ từ. Thành ra chúng ta thấy cái biểu đồ này nó giúp cho mình thấy được cái con đường mình phải đi. Thì đầu tiên mình phải làm sao mình cắt ba cái sợi dây đầu tiên trước cái đã, là thân kiến hoài nghi và giới lễ nghi thủ. Một cái vị mà đã cắt được ba sợi dây đầu tiên rồi thì coi như là nhập dòng thánh. Và tiếp tục tu tập tối đa là 7 kiếp nữa thôi. Có thể 1-2 kiếp nhưng mà tối đa là 7 kiếp. Rồi mình thấy cái vị thánh dự lưu vẫn còn một vài cái tham sân si ở trong đó. Cái điều này là mình cần phải để ý. Chứ không phải là tự nhiên mà thành thánh hoàn toàn thanh tịnh 100% được. Vẫn còn, nhưng mà vị ấy nó không còn thân kiến, không còn hoài nghi, không còn giới cấm thủ nữa. Và nếu hai sợi dây tiếp nữa là sợi dây dục ái và sân làm yếu đi, muội lược đi, thì vị ấy tắt cái quả nhất lai, tức là nhất lai tôi quay trở lại một lần, tức là tái sinh vậy là và làm người, và làm trong cõi trời một lần, trong cõi trời dục giới một lần, tiếp tục tu tập là hoàn mãn. Bởi vì còn cái dục ái, dục ở đây tức là dính mắc vào trong cái cõi dục. Chúng ta biết rằng chúng ta có ba cõi, cõi dục, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thành ra bởi vì vẫn còn cõi dục, thành thử ra dục ái thì nó tái sinh vào trong này. Nhưng mà cái sợi dây đó nó bớt rồi, nó mỏng đi rất nhiều rồi. Và mình cũng để ý, mình thấy cái điều này nữa nè, là hai cái quả đầu tiên, quả dự lưu và quả thánh nhất lai vẫn còn sân, chưa có cắt đứt được. Ra mình để ý cho đó. Vẫn còn sân, vẫn còn si. Vẫn còn có cái ngã mạn nào đó trong đó, yếu đi thôi chứ vẫn còn. Cái quan trọng là cắt bỏ được cái thân kiến hoài nghi và giới lễ nghi thủ. Nhất là cái giới lễ nghi thủ, dính mắc vào những hình thức màu mè rườm rà, nghi lễ này kia rồi chạy theo mấy cái đó, quên tu tập, cho rằng phải lễ lại cái cách này, phải ăn uống theo cái kiểu kia, phải mặc cái bộ đồ như màu mè như thế này, phải để cái tóc hay cạo tóc như thế này, thế này, thế này, mới đắc đạo rồi. Cái dính mắc vào trong cái đó, tức là dính mắc vào trong những cái lễ nghi quy ước của đời sống, mà quên đi cái mục tiêu của tu tập, là cái giới đó, giới lễ nghi thủ có vậy chứ, mà mình phải để ý trước, phải cắt bỏ, rồi mình hoài nghi không biết có nhân quả hay không, rồi sau này là mình đi đọc học kinh điển thì là không chịu học, và đi đọc theo những cuốn sách của những cái vị thuyết giả nổi tiếng trong cái thời hiện đại, là cái gì cũng phá bỏ như vậy. Rồi cuối cùng là để tự nhiên mà tự chỉ cho thành đạt thì không có được. Mình phải tìm hiểu, học tập, áp dụng những lời Phật dạy để mình không còn hoài nghi nữa. Nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng, nhất là nghi Pháp. Rồi thân kiến, tức là mình coi sắc thọ tưởng hành thức của mình tạo thành cái gọi là con người, qua sáu cửa mắt tai mũi lưỡi thân ý này như thế nào. Có cái tôi, cái ta trong đó hay không? Có cái gì của tôi không? Có cái tôi là tồn tại thường còn hay không? Cái điều đó mình phải tu tập mới thấy rõ. Cái cắt luôn ba cái sợi dây đó, mấy sợi dây kia vẫn còn, là tiếp tục tu tập như vậy. Và cắt được sự dục ái và sân thì vì ấy, khi chết đi thì tái sinh vào trong cái cõi trời cao nhất của sắc giới, rồi tu kiếp nữa là xong. Như vậy, và chúng ta thấy bởi vì cái vị thánh thứ ba vẫn còn dục, vẫn còn ái, vẫn còn tham ở trong đó, tức là dính mắc vào trong cõi sắc và cõi vô sắc. Mình nhớ chỗ này, vẫn còn mạng, vẫn còn trạo cử, vẫn còn chút xíu si, nên nó phải tu tập tiếp. Theo cái đà đó thì cái vị ấy tu tập cắt luôn năm cái sợi dây còn lại, tức là thanh năm cái thượng phần kiết sự đó, thì vị ấy đắc quả A La Hán. Thành ra cái điều quan trọng nhất bây giờ là làm sao chúng ta nhập được dòng thánh, đắc được cái quả dự lưu trước, và sau đó rồi thì cứ theo cái đà đó mà đi thôi. Và muốn như vậy thì chúng ta phải làm sao cắt được ba sợi dây đầu tiên, thân kiến hoài nghi và giới lễ nghi thủ. Thì chúng ta thấy cái đạo lộ tu tập nó rất rõ ràng, không có lờ mờ. Mà nhiều khi mình quên, rồi mình chạy theo những cái lời dạy khác, hoặc là những cuốn sách của những cái vị mà có vẻ ăn nói tự tin, nghe có vẻ logic này nọ, rồi chạy mình quên đi cái căn bản của chúng ta. Cái căn bản của chúng ta làm sao là cắt được ba sợi dây đầu tiên.
bất kỳ mình làm theo tu tập theo cái pháp môn gì, theo cái phương pháp nào, theo cái tông phái nào, thì thỉnh thoảng mình cũng nên dừng lại và tự hỏi có giúp được gì cho mình, để mà các ba sợi dây đầu tiên sân kiến hoài nghi và giới lễ nghi thủ hay thưa hay không, và đồng thời giảm đi, làm nhẹ đi mấy sợi dây còn lại. Khi mà đặt cái vấn đề như vậy thì mình thấy mình thứ nhất là không đi sai lầm, không bị thối chuyển, không bị lung lay bởi những cái lý luận của những người khác xung quanh, cho dù người ấy có địa vị, có chức vụ hay là có tên tuổi gì đó, được nhiều người ta kính trọng tán thán gì đó thì cũng mặc kệ. Lúc nào mình cũng phải dừng lại và hỏi cái phương pháp của cái vị đó đưa ra có giúp được gì cho mình để mình cắt ba sợi dây đầu tiên hay không, hoài nghi, thân kiến và giới công lễ lý thủ. Mình thấy nhập vào trong một cái đạo tràng đó hay là một cái nhóm tu học đó, và tối ngày cứ lễ này lễ kia, tối tổ chức hành lễ rồi đưa ra những cái quy ước này nọ mà cái dính mắc vào trong đó, thì mình phải coi chừng đó, coi chừng có mình có thoát ra được khỏi cái giới lễ nghi thủ hay không. Và có những cái vị mà nói giảng thì rất hay nhưng mà nhìn lại không có dựa theo kinh điển gì hết, thì mình coi cái điều đó có đúng hay không. Có gần gũi rồi thì mình mới biết rằng cái vị đó còn có dính mắc vào trong cái sắc thọ tưởng hành thức hay không. Cái điều đó mình phải lúc nào cũng phải cẩn thận và cũng tự xét mình, những cái gì mình đang làm, đang tu tập có giúp được gì hay không, để cắt được ba sợi dây đầu tiên: thân kiến, hoài nghi và giới lễ nghi thủ. Bây giờ mời các anh chị share qua cái hình kế tiếp. Bây giờ chúng ta tập trung vào trong làm sao để chúng ta nhập được dòng thánh. Như chúng tôi đã nói là cắt được ba sợi dây đầu tiên. Nhưng mà trong kinh điển Đức Phật cũng có nói là cái cấu tạo thành cái con người của chúng ta, cái tâm tánh của mỗi người khác nhau, không ai giống ai hết trơn. Thì Đức Phật cũng có nói là có hai, nhìn chung thì có hai nhóm người. Tâm tánh của chúng sinh có hai nhóm người. Để khi mà tu tập, một cái nhóm thì tương đối có trí tuệ, tức là thích lý luận, thích suy tư này kia, thì cái nhóm đó gọi là tùy pháp hành. Cái nhóm thứ hai cũng có trí tuệ nhưng mà thiên nặng về cái lòng tin nhiều hơn, đến với đạo Phật do cái lòng tin mạnh, tin có Phật, có pháp, có tăng, rồi dựa theo đó mà hành đạo thì cũng có thể đắc được quả dự lưu, gọi là tùy pháp hành, tùy tính hành. Trên mà mình thấy cái điều đó, nếu các anh chị chịu khó quan sát thì những người đến với đạo tràng thì mình thấy rõ như vậy, có hai nhóm người như vậy. Nó tùy theo cái căn cơ, cái duyên nghiệp của họ, không có người nào không có tốt hơn người nào hết. Mỗi người có cái lối tu tập riêng, nhưng mà nhìn chung là tùy pháp hành hay là tùy tính hành. Người có đi thiên về trí tuệ suy luận, có người thiên về lòng tin nhiều hơn. Và cái vị đó cần phải phát triển có bốn cái yếu tố để giúp cái vị đó tiến đến quả dự lưu. Tức là đầu tiên là phải thân cận bậc chân nhân, tức là thân cận những người mà họ có tu tập tốt để mình học theo họ. Nên Đức Phật có nói cái điều đó, chứ không có tu một mình được. Thứ hai là biết nghe diệu pháp, tức là mình nghe pháp, nghe hay là đọc, rồi chịu có đọc kinh điển, đọc sách, rồi nghe, lắng nghe, suy tư này nọ. Thứ ba là phải như lý tác ý, tức là tất cả những cái việc mình làm là đều hướng vào trong cái mục tiêu của tốt đẹp, là mục tiêu đó là giải thoát giác ngộ. Những gì mình làm nó có đưa mình tới đó hay không, lúc nào cũng phải hỏi như vậy. Thực hành pháp và tùy pháp, tức là sau khi mình nghe, mình suy tư, nghe kinh điển giải suy tư xong phải học thực hành, chứ không phải chỉ nghe suông. Cái điều đó Đức Phật nhắn đi nhắc lại nhiều lần. Như vậy thì có bốn cái yếu tố trong kinh điển gọi là dự lưu phần hay là dự lưu hướng phần, tức là hướng chúng ta về quả dự lưu: thân cận bậc chân nhân, nghe diệu pháp, như lý tác ý, thực hành pháp và tùy pháp. Và trong khi chúng ta tu tập như vậy ra, thì khi cái vị ấy đạt được bốn cái yếu tố khác thì coi như đạt được cái dòng thánh, được nhập dòng thánh. Đó là thứ nhất là có lòng tin tam bảo, tin Phật, tin pháp, tin tăng. Tin ở đây là mình thấy rõ có ích lợi,
quả thật như vậy chứ không phải là tin suông. Mình có thể đưa qua nhiều cấp độ thách khác nhau nhưng phải có cái lòng tin đó mới được. Ra mình hay nói rằng là Phật tử phải quy y Tam Bảo rồi chỗ này, quy Phật pháp tăng. Thứ hai, trong kinh điển cũng nói đi nói lại rất là nhiều lần là phải có gì đấy, phải có giữ có giới đức, có đức, có đạo đức sống. Và đối với một người cư sĩ thì là năm phải giữ được năm cái điều giới căn bản: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không dùng các chất say rượu men. Phải năm năm cái điều đó mình phải nhớ như vậy, mình phải có cái mình phải lúc nào cũng giữ gìn cái giới đức đó. Thứ ba là có tình, có cái tấm lòng bố thí rộng rãi, chia sẻ, không có thấy người ta khổ, người ta cần dùng là chia sẻ. Và bố thí đây thì có thể không phải là chỉ bố thí tiền bạc hay là vật chất, mà có thể chia sẻ những cái kiến thức, những hiểu biết của mình, cũng là bố thí. Bố thí pháp cũng là bố thí mà sẵn sàng. Rồi thứ tư là có trí tuệ, tức là thấy rõ bốn tứ diệu đế, bốn cái sự thật cao sang như thế nào, thấy rõ sự sinh diệt mọi pháp, và nhất là thấy rõ duyên khởi, mọi việc trên đời đều do duyên mà rồi. Mình thấy được như vậy thì có bốn cái yếu tố, bốn yếu tố đó gọi là dự lưu hạnh Phật. Nếu mà cái một vị mà đạt được bốn cái yếu tố đó thì có thể là được, coi như nhập dòng thánh, đắc cái quả đầu tiên. Đó thì chúng tôi xin tóm tắt như vậy. Bây giờ thì mời các anh chị qua cái hình kế tiếp. Chúng tôi có ghi ra ở đây điều quan trọng cần ghi nhớ về quả vị dự lưu. Thứ nhất là về bốn cái yếu tố hướng chúng ta về đó, tức là dự lưu hướng Phật. Bốn yếu tố hướng về tạo điều kiện cho quả vị này: thân cận bậc chân nhân, nghe diệu pháp, dư lý tác ý và thực hành pháp và tùy pháp. Thứ hai là dự lưu hạnh phần, tức là bốn yếu tố tạo nên cái đức hạnh hay là cái tính chất của một vị dự lưu. Tức là có lòng tin vững chắc nơi Tam Bảo là Phật pháp tăng là một, có giới đức trong sạch là hai, có tâm bố thí chia sẻ rộng rãi là ba, và có trí tuệ. Trí tuệ ở đây là thấy và biết được cái sự sinh diệt của mọi hiện tượng, thấy rõ ràng như vậy là không có khổ nhiều nữa. Khi mình thấy hiện rồi, nó là như vậy thôi. Cũng như chúng tôi đang bây giờ càng ngày càng yếu, hết bệnh này qua bệnh kia, bệnh người già, thì mình cũng chấp nhận như vậy, nó là sinh diệt đó. Mình ta tới tới cái giai đoạn này là bắt đầu mình đi xuống rồi, là chuyện bình thường. Cái điều cần là mình giữ giữ cái tâm của mình, cái tâm bình thản, chứ còn cái cơ thể là bệnh hoạn là mình chấp nhận, không có lo lắng, là không có chạy theo những cái lời tin đồn, uống cái này uống cái kia, những cái bài thuốc mà không có được chứng minh một cái rõ ràng, chỉ nghe đồn với nhau thôi. Phải cẩn thận ở chỗ đó để mình chấp nhận cái sinh diệt. Rồi có hai cái hạng căn tánh của hành giả tiến đến quả vị, dự lưu, dựa theo cái ngũ căn là tính tấn niệm định tuệ, là năm cái phần đó mình đều phải thực hiện. Phải có lòng tin, phải có cái sự nỗ lực tinh tấn, phải có sự tỉnh thức rõ ràng ghi nhớ, và cái tâm mình phải nhiếp vào lại. Và từ đó mình có phải có cái sự suy nghĩ, có trí tuệ, thấy được cái sự sinh diệt. Nhưng mà mặc dù có năm yếu tố như vậy cho người tu, nhưng mà có những người thì có cái tính căn, lòng tin nổi trội nhiều hơn, mạnh hơn bốn cái yếu tố kia, thì đó người đó gọi là tùy tính hành. Một người thứ hai là có thể có cái trí tuệ nổi hơn, thích suy tư, ly suy luận này nọ, phán xét gì vậy, thì cũng cái vị đó cũng có thể đạt được cái quả đầu tiên, gọi là tùy tính hành. Tùy pháp hành. Đó, thì mình thấy có hai cái nhóm người như vậy. Không nên chê bai khinh thường người nào hết. Mỗi người họ có cái căn cơ riêng của họ. Mà cái điều cần thiết là làm sao họ hướng về, tâm hướng về Phật pháp là mình hoan hỷ rồi. Mình có thể mình cùng giúp đỡ nhau, chia sẻ với nhau để mà tiến lên trong vấn đề tu tập. Bây giờ thì mời các anh chị qua cái hình chót. Hình này thì chúng tôi chỉ ghi ra những cái đoạn kinh lấy từ Trung Bộ và cũng như Trường Bộ để chúng ta hoan hỷ. Đây là
Bởi vì khi mà mình có nhiều khi mình có một cái ấn tượng không có đúng là nói là đến đạo Phật và muốn giải thoát là phải xuất gia thôi. Nhưng mà chúng ta thấy là tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người. Có khi thì cũng một cái vị mà chưa cái hoàn cảnh chưa có cho phép mà vẫn ở nhà vẫn lo chuyện cơm áo gạo tiền, lo giúp đỡ gia đình, có trách nhiệm với lại cha mẹ chồng con vợ con với như con cháu này kia, thì cũng có thể tu tập được trong cái hoàn cảnh đó, chứ không phải là không tu tập trong cương vị của người cư sĩ. Và chúng ta trích ra hai đoạn kinh thế này. Đức Phật trả lời có du sĩ ngoại đạo Vắt-cha-gô-tá tại Tinh Xá Trúc Lâm thành Vương Xá như thế này: này Vắt-cha, không phải chỉ 100, 200, 300, 400, 500 mà còn nhiều hơn thế nữa. Là những nam cư sĩ và nữ cư sĩ là đệ tử sống tại gia mặc áo trắng, thường đến chùa là người ta mặc áo trắng, để gọi là bạch y cư sĩ đến chùa. Nhưng mà có rất nhiều tuy hưởng thụ vật dục, tức là vẫn còn hưởng thụ những vật chất trong đời đời sống, nhưng mà thực hành thánh giáo, chấp nhận giáo huấn, đã đoạn nghi hoặc đức, chứng đắc vô sở úy, không còn sợ hãi gì nữa, không dựa vào người khác, sống trong thánh giáo của bậc đạo sư. Tức là nghĩ là đó, có rất nhiều người trong cư sĩ trong thời Đức Phật đã đắc cái quả dự lưu và quả thánh Nhất Lai. Chúng ta thấy dự lưu và Nhất Lai cũng giống như nhau thôi, cũng đều cắt được ba sợi dây đầu tiên thôi: thân kiến hoài nghi và giới lễ nghi thuật. Nhưng mà cái bậc thánh Nhất Lai thì làm yếu đi hai cái sợi dây dục ái và sân, vẫn còn chút chút sân, vẫn còn dính mắc vào trong mắt tai mũi lưỡi thân, tức là cũng vẫn thích ăn ngon mặc đẹp thì kia, nhưng mà nó bớt đi nhiều rồi. Này Quách Cha, không phải chỉ 100, 200, 300, 400, 500 mà còn nhiều hơn thế nữa, là những nam cư sĩ và nữ cư sĩ là đệ tử sống tại gia mặc áo trắng theo phạm hạnh, sau khi đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được hóa sinh nhập niết bàn tại chỗ ấy, không trở lại đời này nữa. Tức là ngoài cái hai cái bậc thánh đầu tiên là dự lưu và nhất lai, còn có bậc thánh thứ ba là bất lai, cũng có rất nhiều người cư sĩ thành đạt được như vậy trong thời Đức Phật chứ không phải là không. Mặc dù họ vẫn ở nhà sinh hoạt trong gia đình làm ăn buôn bán này kia. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn nói như vậy. Rồi bây giờ có một đoạn kinh trong bài kinh Đại Kinh Bát Niết Bàn của Trường Bộ 16 cũng nói tương tự. Tại làng Nadika gần thành phố Vesali của dân Vachi, dân Bạc Kỳ, Đức Phật nói với ngài Ananda, tức là thị giả của Đức Phật, ngài Lược Trưởng Lão Ananda: này Ananda, cư sĩ Sutta diệt trừ ba kiết sử, làm giảm thiểu sân tham sân si, chứng quả Nhất Lai, sau khi trở lại đời này một lần nữa rồi sẽ diệt tận khổ đau. Nữ cư sĩ Sutta diệt từ ba kiết sử, chứng quả dự lưu, nhất định không còn đọa vào ác đạo, đạt đến chánh giác, tức là bà Visakha và bà Nisuchata. Cư sĩ Kakuta đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, hóa sinh thiên giới và từ đó nhập niết bàn, không còn trở lại đời nữa. Cư sĩ Kalinga, Nikata, nữ sĩ Katisapa, cư sĩ Tuttha, cư sĩ Santuttha, cư sĩ Bhatta, cư sĩ Ossapada, đoạn từ năm hạ phần kiết sử, được hóa sinh ở trong thiên giới. Hóa sinh ở đây tức là sinh lập tức vào trong cõi trời sắc giới, mà cõi trời cao nhất của sắc giới, từ đó nhập niết bàn, không trở lại đời này nữa. Ngài kể ra có những cái vị cư sĩ mà phải đắc được cái quả chẳng những dự lưu mà quả Nhất Lai, Bất Lai này. Này Ananda, hơn 50 cư sĩ mệnh chung tại Nadika, đoạn từ năm hạ phần kiết sử, hóa sinh và từ đó nhập niết bàn, không trở lại đời nữa. Hơn 90 cư sĩ mệnh chung tại Nadika diệt trừ ba kiết sử, làm giảm thiểu tham sân si, chứng quả Nhất Lai, sau khi trở lại đời này một lần nữa sẽ diệt tận khổ đau. Hơn 500 cư sĩ mệnh chung tại Nadika diệt trừ ba kiết sử, chứng quả dị lưu, nhất định không còn đọa vào ác đạo, đạt đến chánh giác. Mình thấy chúng ta đưa ra như vậy để thấy rằng cũng có rất nhiều vị cư sĩ thành đạt trong trong thời Đức Phật chứ không phải là không. Bây giờ mời các anh chị trở lại cái bài dịch ngày hôm nay để chúng ta sẽ đọc và chia sẻ. Chương 22, những lời cuối của một vị cư sĩ thành đạt. Giới thiệu: sau nhiều chương trình bày về cái chết như là một cơ hội để phát triển tuệ quán,
Chương này và chương tiếp theo lần lượt trình bày về những vị đã chứng đạt tuệ quán thâm sâu, và cái chết của các vị ấy là một cơ hội để giảng dạy lại cho những người khác. Tức là có những cái vị gần chết rồi vẫn có thể để lại những cái bài học. Mà trong trường hợp này là chúng ta sẽ, trong bài hôm nay tôi nói về một vị cư sĩ, đó là ông Chích Tắc, ông Chất Đa. Tương tự như trường hợp của Ngài Khê Mát Cá đã thảo luận ở chương 11, bài kinh trong chương này ghi lại câu chuyện về người bệnh là người truyền dạy. Những cái chương trước thì nói rằng Đức Phật hay là một vị cư sĩ nào đó tới thăm một người bệnh và dạy cho người đó để người đó đắc quả giải thoát. Còn cái trường hợp ở đây thì ngược lại, cái vị này là họ đã đạt được cái quả bất lai rồi. Thành thử ra khi mà bà con thân nhân tới thăm thì vị ấy sẽ giảng lại, giảng dạy người bệnh mà giảng lại cho người khỏe một lần chót, như là đưa ra cái tấm gương để mà hướng đến giải thoát giác ngộ. Nhân vật chính ở đây là gia chủ Xích Tắc hay là Chất Đa, Chất Đa La, người ta là tiếng Hán Việt âm ra. Một vị cư sĩ đã được nhiều bài kinh ghi nhận, có nhiều thành tựu. Một bài kinh trong Tương Ưng Bộ và bài kinh tương ứng trong Tăng Nhất A Hàm xem Chích Ta như là một cư sĩ tại gia gương mẫu. Trong này thì sau phần này, nếu các chị tò mò thì có thể đọc phía dưới. Chúng tôi có đưa ra cái bản giới thiệu tiểu sử những hoạt động của ông Chích Ta này, có thể đọc để hoan hỷ nha. Cả hai bài kinh đều ghi lời khen của Đức Phật rằng nếu có bà mẹ hướng dẫn cho con, và nếu con trai bà quyết định sống đời tại gia, thì người con trai phải noi gương gia chủ Chích Tắc. Tức là có con, nhưng mà con mình không muốn đi tu mà chỉ muốn tu tại gia thôi, thì nên đọc tìm hiểu cuộc đời của ông Chích Tắc rồi đi noi gương của ông đó. Đức Phật giải thích rằng cùng với ông Hathaka, Chích Tá là một trong hai vị gia chủ xứng đáng là tiêu chuẩn cho các đệ tử cư sĩ. Có hai cái vị cư sĩ mà làm có thể làm mẫu mực cho mình. Thường thường thì mình chỉ nói đến những cái vị những vị tăng thôi, Xá Lợi Phất, Ngục Kiền Liên, Ananda, Ngài Ananda này nọ. Nhưng mà nếu là trong phương diện là cư sĩ thì mình nên tìm hiểu thêm về cuộc đời của ông Chích Tá và Hathaka, để mình có thể noi gương vào, mình tu tập trong cái phạm vi của cư sĩ. Theo danh sách của các vị đệ tử cư sĩ nổi tiếng ghi trong Tăng Chi Bộ, Chích Tá là một vị đệ tử cư sĩ có tài thuyết pháp tối thắng. Ông giỏi thuyết pháp ghê lắm. Bài kinh Tăng Nhất A Hàm tương đương ghi rằng ông là vị cư sĩ có trí tuệ bậc nhất trong hàng nam cư sĩ. Thì có cái bài kinh ở trong Tăng Nhất A Hàm cũng như trong Tăng Chi Bộ, Đức Phật khen khoảng 10 người hay hơn vậy, là về tu sĩ nam, rồi tu sĩ nữ, cư sĩ nam rồi cư sĩ nữ. Rồi mình có thể tìm hiểu thêm những cái gương của các vị cư sĩ nam và cư sĩ nữ đó để mình làm theo. Các khả năng hành thiền của ông Chích Tá trở nên nổi bật trong một bài kinh trong cái bộ ở đây. Ghi lại rằng ông đã khôn ngoan đánh bại thủ lĩnh của những người theo Kỳ Na giáo trong một cuộc tranh luận, và qua đó ông khẳng định rằng ông đã đắc thiền rồi. Mặc dù là cư sĩ nhưng mà cũng tu tập cái tâm ổn định mạnh nên ông đắc được 4 tầng thiền. Một bài kinh khác cho biết không những ông thành thạo trong công phu nhập định, nhưng ông cũng có tuệ quán vì ông đã đắc quả bất lai. Tức là ông đã đắc được cái quả bất lai khi còn tại thế. Nhiều bài kinh ghi lại kỹ năng giảng dạy của ông, ngay cả đối với các vị tu sĩ khác. Đôi khi ông cũng có thể thuyết pháp cho một số những vị tỳ kheo ni trẻ đến lắng nghe. Một bài kinh ghi lại câu chuyện về một nhóm các tỳ khưu bàn luận và có những ý kiến khác nhau về tác động và vận hành của các kiết sử. Chích Tá tham gia bàn luận và giải thích rõ ràng với các ví dụ về hai con bò bị cột ách lại với nhau. Con bò này không phải là kiết sử của con bò kia, nhưng cái ách giữa hai con bò là những gì trói buộc lại. Đó. Tương tự như thế, căn và trần tự chúng không phải là kiết sử. Kiết sử là tâm tham ái khởi sinh do duyên của chúng. Tức là có một bài kinh trích ở trong Tương Ưng Bộ, bài kinh số 41.1, bài kinh số 1 của chương 41. Thì có một số các vị tỳ khưu bàn luận với nhau. Thì ông Chích Tá có góp ý, ông nói rằng cái căn và cái trần của nó, tức là mắt tai mũi lưỡi thân,
ý, hoặc là sắc thanh hương vị xúc pháp, tự nó không phải là cái sự trói buộc. Mà sự trói buộc đó là cái tham ái khởi lên khi mà có sự tiếp xúc giữa căn với trần, cái đó mới là cái trói buộc chúng sinh. Con mắt bình tự nó không có cái gì mà có tội hết, như cái hình sắc ở bên ngoài cũng không có tội, nhưng mà khi con mắt nhìn thấy cái hình sắc rồi cái tâm tham nổi lên thì cái tâm tham đó là trói buộc chúng ta. Chúng ta phải để ý, tức là cái hay nói một cách chung chung, tức là khi căn tiếp xúc với trần có cái thọ thì tự động là có ba cái loại thọ, một trong ba thọ lạc, thọ khổ hay là thọ bất, không khổ không lạc, thọ xả. Thì từ cái thọ nó cũng không có cái gì, nó tự nhiên, phản ứng tự nhiên, nhưng mà từ cái thọ qua cái ái thì phải coi chừng, mình phải cắt ngay tại chỗ đó. Như thế trong bài kinh trên là các vị tỳ khưu tiêu biểu cho đời sống quy ẩn đã nhận được lời giải thích rõ ràng từ một vị hành giả cư sĩ có nhiều thành tựu. Khi sống trong thế gian bận rộn với tình trạng không nhiều thuận lợi cho việc chuyên tu tập chuyên sâu, rõ ràng là ông Chích Tá đã thành công khi đối phó với những trải nghiệm về các đối tượng giác quan trong đời sống tại gia theo phương cách làm suy giảm các kiết sử và lòng ham muốn của ông. Thì ông thấy rõ như vậy, mặc ông là cư sĩ tại gia thôi, nhưng mà cũng thấy được sợi dây trói buộc qua tham ái, và làm sao mà để giải, để mà từ từ chứ phải cắt bỏ được liền, làm sao bớt được cái tác động của tham ái. Ông là một bằng chứng sống động cho thấy vấn đề là ở cái ách giữa hai con bò, không phải là ở một trong hai con bò đó. Cái ách tức là nó nối là giữa hai con bò và đi kéo cái xe, thì cái ách để cho nó đi chung với nhau, thì cái đó mới là cái sự trói buộc, là cái lòng tham ái. Trong một dịp khác, Chích Tá được ghi nhận là đã giải thích chi tiết cho một vị tỳ khưu về ý nghĩa của một câu nói ngắn gọn của Đức Phật. Và trong một dịp khác nữa, ông giải thích cho một tỳ khưu về sự khác biệt giữa các loại tâm giải thoát. Ông có thể giải thích, đóng góp, góp ý, giải thích cho các vị tỳ khưu. Bên cạnh trình bày trí tuệ thâm sâu của Chích Tá, các bài kinh này xác nhận thêm một điểm là được nêu ra từ trước, là các bài kinh trong Phật giáo sơ kỳ không xem tuệ quán chỉ đặc biệt dành riêng cho hàng tu sĩ. Các vị cư sĩ đệ tử chẳng những có những khả năng thu nhận những lời dạy thâm sâu và thành đạt ở mức độ cao, mà họ còn có thể có khả năng thuyết giảng và giải thích giáo pháp cho các vị tu sĩ, như rõ ràng trong trường hợp ông Chích Tá. Là mình thấy trong cái kinh điển của Phật giáo sơ kỳ và kinh điển nguyên thủy thì cũng có nói có những trường hợp mà có những vị cư sĩ có thể giải thích về những cái điểm nào đó, giải thích pháp, giảng pháp cho các vị tu sĩ nghe nè. Ra mình thấy sau này có cái ngộ dạng, cái sự hiểu lầm. Và những bài kinh phát triển sau này trong Phật giáo Đại Thừa thì nói rằng tại vì Phật giáo Nguyên Thủy không có đề cao Phật giáo Đại Thừa, chỉ nên mới có Phật giáo những cái bài kinh sau này đó đề cao tinh thần của người cư sĩ. Nhưng mà thật ra nếu chúng ta chịu khó tìm kiếm thì ở trong nguồn kinh điển của Phật giáo Nguyên Thủy cũng có những cái bài kinh đề cao sự tu tập của vị cư sĩ này, chứ không phải là không. Bài kinh sau đây được trích từ Tạp A Hàm, bài kinh tương đương cũng được tìm thấy trong Tương Ưng Bộ. Trong bài kinh, ông Chích Tá nằm trên giường trong giờ phút giáp lâm chung. Dù vậy, đây là thêm một ví dụ điển hình khác về vai trò của ông. Ông vẫn giảng pháp khi cận kề cái chết và hiển thị sự tự do, thoát khỏi mọi ràng buộc của một hành giả đã đạt đến một mức độ cao trong tu tập phát triển giải thoát. Tức là cái bài kinh tiếp đó lại thấy rõ ngay cả lúc gần chết rồi đó, mà ông vẫn có thể giảng dạy, làm gương cho những người chung quanh. Bởi vì ông thành đạt rồi. Rồi ông coi những cái kiếp này là ra đi là chuyện bình thường, không có cái gì mà thắc mắc mà. Coi như là cái tuổi thọ hết rồi là phải đi thôi, là phải chết thôi. Nhưng mà trong những cái giờ phút cuối cùng, ông vẫn có thể giải thích cho người thân quen biết được cái chuyện này. Bây giờ thì chúng tôi xin đọc cái phần kinh văn. Con nghe được tiếp tục chứ ha, nghe rõ. Bệnh tướng do Hòa Thượng Thích Đức Thắng dịch, bài kinh số 575 trong Tạp A Hàm, Sanyutta Agama. Chúng tôi hiểu đến lại dựa theo bản dịch của Ngài Tỳ Khưu Analayo. Tôi nghe như vậy,
Một thời, Phật ở trong khu vườn xoài tại làng Ambataka cùng với một số đông các vị trưởng tỳ khưu trưởng lão. À, đây là cái khu vườn xoài mà có một cái nàng kỹ nữ dân cúng cho Đức Phật. Cũng cần thành vương xá thôi chứ không có xa. Bây giờ trưởng giả Chất Đa La hay là Chitta bị bệnh khổ, thân thuộc vây quanh. Có nhiều vị trời đến chỗ trưởng giả Chất Đa La và bảo rằng: Này trưởng giả, ông nên phát nguyện làm chuyển luân vương. À, tức là nói các một số chư thiên tới khuyên ông Chitta là ông nên phát nguyện kiếp sau là ông tái sinh làm chuyển luân vương. Và đây là chuyển luân vương về đời. À, thống nhất gồm thâu thiên hạ, tạo thái bình cho trên trái đất. Trưởng giả Chất Đa La nói với chư thiên: Nếu làm chuyển luân vương thì đó cũng là vô thường, khổ không vô ngã. Cái đó cũng không, cũng rồi ông nói là cái đó cũng chuyển làm gì. Mình giờ mình ước ao kiếp sau mình chết rồi mình lên mình làm chủ tịch tổng thống, làm vua đó, thì cũng vô thường thôi. À, rồi cũng khổ, à, cũng vô ngã thôi. Rồi các quyến thuộc bảo trưởng giả: Ông nên buộc niệm lại, ông nên buộc niệm lại. Trưởng giả nói với các quyến thuộc: Vì sao các ông dạy tôi phải buộc niệm lại? Cái những quyến thuộc ấy nói rằng: Ông đã nói đó cũng là vô thường, khổ không vô ngã, vì vậy chúng tôi bảo ông nên buộc niệm lại, buộc niệm lại. À, thì ông nói là tỉnh thức, bình tĩnh trở lại. Trưởng giả nói với các quyến thuộc: Có chư thiên đến gặp tôi và nói với tôi, ông nên phát nguyện được làm chuyển luân vương sẽ tùy nguyện tất quả. Tôi liền đáp: Chuyển luân vương lại cũng vô thường, khổ không vô ngã. À, tức là mấy cái người thân nhân của ổng đứng chung quanh thì không có thấy được. Bởi vì chư thiên tới thì chư thiên là cũng giống như là vô hình, cặp mắt trần không có thấy. À, nhưng mà ông Xích Tá ông thấy. Còn mấy người kia thấy ổng đương nằm vậy, cái miệng ổng lẩm nhảm nói rằng vô thường, khổ không vô ngã. À, tưởng ổng là mê sản, tại đó mới ổng nói ổng hãy tỉnh thức trở lại, hãy buộc niệm trở lại. Nhưng mà ông chúng ta không có tại sao phải buộc nói như vậy. Tại mấy người kia tại tự nhiên ông nằm ông nói giống như người mê sản. Thật sự ông thấy được chư thiên, ông đang nói chuyện với chư thiên. Mà người bình thường chung quanh thì không thấy được chư thiên. Chỉ thấy ông nói giống như lãm nhã một mình thôi. Đó, họ mới lo. Đó, thì bây giờ ông nói là không có đâu, tôi đang nói chuyện với chư thiên. Và chư thiên nói tôi là nên phát nguyện làm vua chuyển luân. Thì tôi nói rằng vua chuyển luân cũng là khổ không vô thường vô ngã. À, các quyến thuộc hỏi trưởng giả Chất Đa La: Chuyển luân vương có gì mà chư thiên bảo ông phải phát nguyện? Trưởng giả đáp: Chuyển luân vương cai trị giáo hóa theo chánh pháp, vì chư thiên thấy phước lợi như vậy nên dạy tôi phát nguyện mong cầu. À, nên là ông mới giải thích là chư thiên thấy là ông cũng có tài. À, vì vua chuyển luân vương là cái người đem hòa bình để cho thế giới, thành ra khuyên ông là nguyện tức là chết đi tái sinh để làm chuyển luân vương. Nhưng mà ông trả lời là chuyển luân vương cũng là khổ, cũng là vô thường, vô ngã, khổ không thôi, không có ích lợi gì hết. Các quyến thuộc hỏi: Nay ông dụng tâm như thế nào? Trưởng giả đáp: Này các thân quyến, bây giờ tâm tôi nguyện rằng sẽ không thọ sinh và bào thai nữa, không thêm mồ mả, không nhận huyết khí. Tôi không thấy trong tôi còn năm hạ phần kiết sử. Như Thế Tôn đã dạy, tôi không thấy tôi còn kiết sử nào, nếu không đoạn tận sẽ trói buộc tái sinh vào đời này. À, tức là ông nói bây giờ ông không có, có gì năm cái phần kiết sử đó ông cắt hết rồi, trong đó có dục ái, thành tựu là ông không có tái sinh gì đời về cái thế gian này để làm vua để chuyển luân vương nữa. À, không kích lợi gì hết. À, tức là ông biết là ông không đắc được cái quả thánh bất lai. Xin lỗi các anh chị. Ngay lúc ấy, trưởng giả ngồi dậy từ giường nằm, ngồi kiết già, đặt niệm trước mặt và nói: Chứa thức ăn đã chứa, rộng độ các hoạn nạn, bố thí tăng rùa phước, vun trồng năm chủng lực. Vì mong muốn nghĩa ấy, người tục sống ở nhà, ta đều được lợi này, đã khỏi qua thức nạn. Điều thế gian quen nghe, xa lìa các việc khó, xin vui biết chút khó, tùy thuận chẳng đẳng chánh giác. Cúng dường người trì giới, khéo tu các phạm hạnh, lậu tận A-la-hán và thuận sĩ thanh văn. Kiến siêu việt như vậy, trên các cõi thù thắng, thường làm người bố thí, cuối cùng được quả lớn. Tập hành bố thí chúng cho các ruộng phước tốt,
nơi đời này mạng chung quá sanh về cõi trời. Năm dục được đầy đủ, tâm vô lượng mừng vui, được báo vi diệu này, vì không theo, tâm không keo bẩn, thọ sinh ở nơi nào đều luôn được vui vẻ. Tức là ông muốn nói rằng đó, cái đời sống mà khi mà còn tại gia đó, ông đã tu tập, ông tu tập, ông thấy được con đường phải đi. Và ông đã qua những giai đoạn, ông có cái tâm, ông có cái lòng tin, rồi ông có cái lòng bố thí rất rộng rãi. Và như vậy thì ông hướng về cái quả A-la-hán thôi. Cái tâm, cái bố thí là cái tâm rất là quan trọng. Trưởng giả Chắc Đa Đa La nói kệ này xong, liền mệnh chung sinh vào cõi vô đọa và vô phiền thiên. Vô đọa và vô thiền phiền thiên tức là hai cái cõi cao nhất ở trong cái cõi trời sắc giới. Thành thử ra khi mà ông nói xong là ông chết, ông tái sinh vào đó để dành cho bậc thánh bất lai. Bây giờ thì chúng tôi xin đọc cái phần thảo luận. Chư thiên, tức là người Deva, khuyến nghị Chitta chấp nhận tái sinh là một vị chuẩn chuyển luân vương. Vị vua của thế giới này lấy pháp là mối quan tâm hàng đầu và cai trị toàn thế giới một cách chính trực, không dựa vào vũ lực hay ép buộc. Là một chủ đề thường thấy trong các bài kinh nguyên thủy. Tức là các bài kinh không phải chỉ nói chuyển luân thánh vương thôi, mà chỉ là chuyển luân vương. Tức là một ông vua ở trong đời, ở đời này, trên trái đất này, có thể ra đời và ông cai trị, ông quản trị, ông thống nhất sân hà và ông không có dùng áp lực. Và cái lòng cổng là một người trong sạch, trong sạch, cai trị đem thái bình, đem thịnh trị là cho toàn thể thế giới. Trong ngữ cảnh của bài kinh, chủ đề này dùng để làm nổi bật tính ưu việt của tuệ quán giải thoát. Thậm chí so với sự chọn thành lập một xã hội an bình, cai trị bởi pháp trên toàn thế giới, thì ra cái bài kinh này có ý nói rằng đắc được cái quả, nhập được dòng thánh giải thoát nó còn cao quý hơn là ông vua trên thế giới này nữa. Điều này càng thêm sâu sắc khi nhân vật tuyên bố trong bài kinh là một cư sĩ, không phải là một tu sĩ có ý nguyện rời bỏ thế tục. Những cái ông này nó hay là nếu là lá một tu sĩ rồi thì họ không còn dính mắc vào chuyện thế gian, nhưng mà ông này là cư sĩ, ông còn dính mắc chuyện thế gian, nhưng mà ông tuyên bố là ông không có màng, không có quan tâm đến việc phải tái sinh làm vua này. Và cũng chính vị cư sĩ này là một người đã đạt bức tuệ quán thâm sâu và thành tựu các bức thiền định sâu sắc. Trong những một cái bài kinh khác ở trong Tăng Chi Bộ cũng có nói về Chitta, thì có nói ông Chitta ông đạt được tới 4 tầng thiền, ông đắc thiền nà, chứ không phải là chỉ dành cho tu sĩ, cư sĩ cũng có thể đắc thiền được. Đối với một hành giả như thế, ý tưởng để trở thành vị chuyển luân vương là những gì không bền vững, vô thường, khổ không và vô ngã. Ông thấy cái dầu có tái sinh ra nữa, nhưng mà làm vua thiên hạ rồi nó cũng vô thường rồi. Làm sếp, lãnh đạo cả đất nước, lãnh đạo cả trái đất thì cũng là vô thường, rồi cũng sinh lão bệnh tử thôi, chứ không có lâu được. Và thoát khỏi cái cảnh đó tốt hơn. Một điểm nữa được rút tỉa ở đây là mặc dù kiếp sống tương lai có thể rất vinh quang và đem đến nhiều ích lợi cho người khác, không có một điều gì có thể chiếm ưu tiên hơn là thăng tiến đến giải thoát. Phải nhắm đến cái thăng tiến giải thoát. Có nhiều người thì họ tác ý xin trở lại làm người, làm một người có quyền, có thế để mà cai trị thiên hạ, nhưng mà một cái người thấy rõ cuộc đời rồi thì họ không có màng cái chuyện đó. Cái chuyện quan trọng là làm sao tiến đến giác ngộ giải thoát. Qua nhiều cách thức, Chitta có thể xem như là một biểu tượng mạnh mẽ có sự tu tập thành công trong đời sống tại gia. Nhưng đồng thời ông cũng cho thấy tầm quan trọng của việc thực sự vượt qua những ràng buộc và kiết sử bên trong, và không bao giờ dùng trách nhiệm và hoàn cảnh sống như là cái cớ để thỏa hiệp miễn cưỡng với phiền não của chính mình. Rồi thấy được cái ông này là ông lúc nào cũng cố gắng tu tập trong cái phạm vi cư sĩ của ông. Ông thấy nó quan trọng, chứ không phải là mình nói mình còn nhiều cái trách nhiệm với xã hội, trách nhiệm với gia đình này kia, rồi mình không có lo tu tập cho chính bản thân. Phải đặt cái tầm ưu tiên là phải làm sao cho tu tập cho cái bản thân mình trước.
Chư thiên trong bài kinh trích dịch ở đây có lẽ không nhận thức được mức độ thành tựu của chích tá là đắc quả bất lai và do đó không thể tái sinh vào cõi người, cho dù để trở lại thành chuyển luân vương hay một chức vụ gì khác. Thật ra chư thiên tới khuyên ổng thì có lẽ chư thiên cũng không biết, là không có đọc được tâm ông này. Ổng cũng tưởng tượng ổng là chỉ người bình thường thôi, người thông minh vậy thôi. Người có tâm bố thí là chư thiên mới thấy khuyên nên là phát nguyện trở lại. Nhưng mà thật sự là ổng đã đắc được cái quả bất lai rồi thì ổng không trở lại nữa. Ổng chỉ còn một chết rồi tái sinh về cái cõi cõi sắc giới, cõi cao nhất, rồi tu ở đó một kiếp nữa là xong. Người thân của chích tá lại không biết gì về sự hiện diện của chư thiên, cho nên họ lại tưởng ông bị mê sản, mê loạn trong giờ phút lâm chung khi họ nghe ông nói, và do đó họ tìm cách cảnh tỉnh ông trở về thực tại. Điều này là không cần thiết, và phần còn lại của bài kinh cho thấy chích ta giải thích cho họ hiểu, cũng như ông giải thích cho chư thiên trước khi ông trút hơi thở cuối cùng. Thì phải ra những cái người bà con của ông, những cái họ hàng tới quay chung quanh thì họ không có thấy được chư thiên. Họ thấy ông nằm đó mà ông nhắm mắt rồi ông nói lẩm nhảm, tưởng ông là bị mê sản. Thật sự ra là ông, sau đó ông mới giải thích là ông không có mê, ông đang nói chuyện với chư thiên. Bài kinh đề cập đến nơi tái sinh của chích tá là về cõi thiên Aviha là vô đọa và Atapa là vô phiền, là hai cõi trời của tịnh cư thiên Sudavasa, cao nhất trong sắc giới theo vũ trụ quan Phật giáo. Đây là những cõi trời dành cho vị thánh bất lai. Nơi tái sinh của chích tá phù hợp với khẳng định của ông chính ông rằng ông đã diệt tận năm hạ phần kiết sử. Bởi vì khi mà một cái vị hành giả mà diệt tận được năm hạ phần kiết sử là coi như đắc cái quả bất lai rồi. Rồi khi cái vị đó chết đi thì là tái sinh vào cái cõi trời cao nhất ở trong sắc giới, và tu tập một lần nữa là coi như xong. Trước khi đạt đến nơi tái sinh cao cả như thế, chích tá vẫn giảng dạy cho người khác cho đến những giây phút cuối cùng, chứng tỏ rằng mặc dù ông đã vượt qua sự lựa chọn để trở thành chuyển luân vương, ông vẫn có đầy đủ lòng từ bi muốn trợ giúp cho những người có mặt chung quanh ông. Mặc dù ông nói là ông không có thích, không có màng cái việc mà tái sinh nữa thành chuẩn luân vương, nhưng mà ngoài ra ông vẫn có cố gắng giảng dạy giải thích cho những người chung quanh những cái lời nói cuối cùng trước khi ông qua đời. Lời giảng của ông ở đây là về nhu cầu bố thí rộng rãi cần phải được quan tâm cùng với trí tuệ mà ông giảng ở những nơi khác. Thì ra cái bài kinh, những cái lời giảng, những cái bài kể cuối cùng ông nhấn mạnh về cái sự bố thí, chia sẻ bố thí rất là quan trọng. Như chúng tôi nói là hồi nãy là nói về cái bốn cái chi phần, bốn vị lưu hạnh phần, thì ngoài cái lòng tin nơi Tam Bảo Phật Pháp Tăng rồi thì mình phải giữ giới đức là thứ hai, thứ ba là phải có đồng bố thí rộng rãi, thứ tư là phải có trí tuệ về sinh diệt. Thành ra cái tâm bố thí lúc nào cũng có, được bố thí giúp đỡ người khác. Ra mình thấy nhiều khi có nhiều người không hiểu, cho rằng Phật giáo nguyên thủy là ích kỷ, sống chỉ lo một mình này thôi, vân vân, là không đúng. Nếu mà họ đọc lại, chịu khó đọc kinh điển thì thấy Đức Phật nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần là làm sao chúng ta phải có cái lòng bố thí, phải biết thương người, chia sẻ, giúp đỡ người khác, phụng sự. Sự lựa chọn của ông về đề tài này có thể xem như để phù hợp với trình độ và căn tính của người nghe. Thay vì đưa ra những lời giảng thâm sâu như trong những bài kinh đã được khảo sát trong phần đầu chương này, để cho thấy khả năng trí tuệ của ông, ở đây ông khuyến khích những người chung quanh tu tập những gì mà ông biết họ có thể thực hành. Rồi cái này có thể là ông nhấn mạnh về cái điều bố thí này thì có lẽ là vì do cái căn cơ của những người bà con họ hàng đang đứng chung quanh, họ có thể thiếu vấn đề này, hay là ông khuyên nên có bố thí. Mà ngay bản thân chúng tôi bây giờ cũng vậy, khi mà tiếp xúc với những bạn bè mà họ không có chưa có cái lòng tin đến nơi Phật Pháp, mặc dù họ là Phật tử nhưng mà họ không có thiết tha đi chùa lắm, nhưng mà họ sẵn sàng làm những chuyện bố thí, giúp đỡ người nghèo, xây cầu, giúp đỡ cô nhi viện này nọ, thì mình cũng khuyến khích rồi từ từ. Rồi khi họ mình mới giới thiệu họ đến đi chùa, nhưng mà mình vẫn khuyến khích họ làm những cái chuyện từ thiện, bố thí rộng rãi, cái điều đó quan trọng.
Như trình bày trong phiên bản Tạp A Hàm, ông đã gắng gượng ngồi dậy để giảng dạy họ. Cái chết của ông trong cả hai phiên bản là một ví dụ đầy cảm hứng về cách chỉ dạy cho người khác. Cụ thể là từ bi, điều chỉnh khéo léo cho thích hợp với khả năng tiếp thu của người nghe. À, cái điều này rất quan trọng. Mà đòi hỏi mình phải có một cái sự sáng suốt nhận định. Khi người ta chưa sẵn sàng nghe về một cái lĩnh vực nào đó thì mình cũng không nên nói ra. Mình chỉ nói ra những cái gì mà người ta sẵn sàng nghe, mà để hướng người ta về cái mục tiêu thiện lành. Rồi từ từ, khi mà cái mỗi người có một cái sự tu tập, có một cái tốc độ khác nhau, không ai giống nhau, ai tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người. Mình phải biết khéo léo ở chỗ đó. Thì đó là chúng tôi xin dừng ở đây, coi như chấm dứt cái bài nói chuyện về chương 22 này. Và tuần sau là chương 23, 24, rồi một bài phần kết luận, tức là trong 3 tuần nữa thì sẽ coi như là chấm dứt cái phần giới thiệu cuốn sách Tỉnh thức trước bệnh tật và cái chết. Rồi cũng như thường lệ, sau đó chúng tôi sẽ xin nghỉ, xin phép được nghỉ vài 3 tuần, rồi sẽ trở lại với một loạt những cái đề tài khác. Thì hôm nay chúng ta xin dừng ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì chúng ta xin phép được đọc cái phần hồi hướng. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thân lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sinh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thu độ đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hậu vô sinh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến chư Tôn Đức Tăng Ni và quý anh chị đạo hữu, cầu mong cho tất cả hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa chúng tôi thành kính tri ân sư Trí Đức cũng như quý chư Tôn Đức Tăng Ni đã quan lâm đạo tràng để chứng minh cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Cũng xin kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh và các anh chị khác đã lắng tâm thanh tịnh ngồi nghe suốt gần hơn 60 phút vừa qua và giúp cho đạo tràng được sinh hoạt tốt đẹp. Trước khi xuống mic và rời rung, chúng tôi xin kính chúc tất cả được nhiều an vui trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vâng lời Đức Thế Tôn chỉ dạy, Tôn giả đã đi chung quanh Đức Phật tán thán giáo pháp, tán thán tăng chúng, Phật kêu gọi tăng an trú tâm từ. Và chính đó kinh trở thành kinh Vajrayana có uy lực lớn, làm cho ba cái đại họa ở tại thành Wesley được tiêu tan. Nạn đói, nạn dịch bệnh và nạn phi dân. Yani tafuta ni sama kata ni puma ni wa yani wa antalike sape mafuta sumana pawantu atho besakai kesunan tu fasitang tasma ni futa ni sambe tasape metang karo thamanusya paja jadi wa carato caharang iye paling tasma ni rakata apamata dân kinh chi viết tăng thì thơ hoa hú răng hoa sạc ghê sơ hoa dân rắc năng hoa nị tăng nà đô sa măng a thi tà tha gà tê nà y đâm vi bồ thê rắc năng hoa nị tăng ê tê nà sa chê nà sơ hoa thi hô tụ khai dân vừa ra dân a ma tăng hoa nị tăng gia đà chà gà sạc gia bù đi sa ma hi tô nà tê nà thăm mê nà sa ma thi kinh chi y đâm vi thăm mê rắc năng hoa nị tăng
ê tê na sa chê na sa va ti hô tu yam pô tha sê thô pa ri văn na yê su chinh sa ma thi ma năng ta đê kênh ya ma hô sa ma thi na tê na sa mô na vê tê tê y đâm vê mê ra pa năng va ni tăng ê tê na sa chê na sa va ti hô tu yê pô kê la a ta sa sa tăng va sa tha chà ta ni e ta ni yu ga ni hòn thi tê đặc thi này ya su kha ta sa sa va ka e tê su đình ra ni ma ha pa la ni y đâm vi sang khê ra ta năng va ni tăng e tê na sa chà va sa chê na su va thi hô tu ye sa pa yu ta ma na sa da la hê na ni ka mi no vô ta ma sa san nam hi tê pa thi pa ta a ma pa vi ai ha la tha Bù thà lực bù tình phun chấp mà nà Ý đâm vi sang khê ra tân năng bà nê tăng ế tê na sa chê na sa va tí hô tu Yat thân đặc thi lô bác thờ vân si dạ Cha tập phí quả tê phí a sâm bà căm bà yô Ta thu bà măng sắc bù rì sang quả đà mi yô A rì gia sa cha ni a vê kia bà sa tí Ý đâm vi sang khê ra tân năng bà nê tăng ế tê na sa chê na sa va tí hô tu Ye ariya saccha ni vipha vat yanti gampira panye na sude sitani Kincha pite hon su sapa mate Na te pavang atma ma di yanti i Idam vi sanghe ratanang vani tang e te na sacche na suvati ho tu Saha va sada sada sampada yachit chit Taya su thamma chahita pavang ti sakka yaditi vichikit chit tình chất si lập và tăng qua bị gia đa thi kinh chỉ cho tu hấp ba ye hi cho vi pa mô tu cha cha thiệt tha na ni a pháp phu ca tung thì đầm bí sanh khê ra tân năng và ni tăng e tê na sa chê na su va ti hô tu kinh cha bi so cam mang ca rô thi pa pa tăng ca ye na va cha du đa chê ta sa qua a pháp phu so ta sa ba tê cha đa ya a pháp ta đi thập ba đa sự vô ta thì đâm biết sanh khê ra tận năng và nề tăng ê tê na sa chê na sa va thi hô tu quan áp ba gum bê và tha thua sa chấp gim thua sa tập đi gim ha na ma se pa tham ma sa ning gim he ta thu pa mang tham ba va rang a đê sa di ni pa na ca mừng pa ra mang hi ta ya Ý đâm bí bù thê rát tà năng bá nê tăng ê tê na sa chê na sa va tí hô tu Vá rô vá răng yô vá rá đô vá rá hà rô ăn đô tà rô thâm mà vá răng ả đê sì yi Ý đâm bí bù thê rát tà năng bá nê tăng ê tê na sa chê na sa va tí hô tu Khi năng bù ra năng na văng na thi sâm phá văng vừa rá ta chê ta yết tê kê phá vá sá binh Tê khi đà phê cha á vô rừng hi chan đa dạ tha đi pan thị thi ra dạ tha dâm ba đi bô Y đâm bi sang khê ra tà năng bá đi tăng ế tê na sa chê na sa va ti hô tu Dạ ni tha phụ ta đi sa ma ca ta đi phụm ma đi va ya đi va an ta lê khê Ta tha ca tăng đi va ma nu sa phu chi tăng phu thăng na ma sa ma sa va ti hô tu Ya ni tha phu ta di sa ma ta ni phum ma di va ya di va an ta đê khê Ta tha ga tăng đê va ma nu sa phu tăng tham măng na ma sa ma sa va thi hô tu Ya ni tha phu ta di sa ma ga ta ni phum ma di va ya di va an ta đê khê Ta tha ga tăng đê va ma nu sa phu chi tăng khăng na ma sa ma sa va thi hô tu